xuyên xiên nướng siêu to khổng lồ mà chỉ 8k một xiên thì có được gọi là rẻ nhất Hà Nội không nhỉ? Hù hù mình là bánh ngủ đây. Tầm ba 4 giờ chiều đi qua đường Dương Quảng Hà mà bị tắc thì chắc chắn là do cái hàng thịt xiên nướng này nha. Trời ơi, nguyên một biển người luôn. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Sau hơn 30 phút lạc trôi giữa dòng người thì cuối cùng cũng đã được măm. Ôi, nhìn cái xiên thịt nó mũ ma mũ mĩm, cắn đúng kiểu ngập răng ăn sướng cái mồm lắm thì được tầm ướp đậm đà vừa miệng. Tỷ lệ nạc mỡ đan xen vừa phải nên là có độ mềm ẩm chứ không hề bị khô một tí nào luôn. Ngoài thì Xuyên nướng ra thì ở đây còn có cả lạp xưởng các loại xiên và bánh mì bơ mật ong thấy mọi người hầu như chỉ review mỗi thịt xiên ở đây mà sao không ai nói đến bánh mì bơ mật ong nhỉ bánh mì thơm lừng mùi bơ với vị hơi ngọt ngọt của mật ong rồi ơi ngon xỉu áp xỉu đao luôn giá mà được nướng xem xém, xém thêm một xíu nữa thì tuyệt cả là vời bánh mì và thịt xiên thì có giá 8 k còn rồi sụ là 9 k một xiên nha quý lắm mấy bật mí cho anh em quán này là tâm nướng ở đối diện 153 dương quảng hàm đấy nhá